Chào mừng các bạn đến với channel máy bay giấy Hôm nay anh máy bay giấy sẽ chỉ cho các bạn xem một chiếc máy bay giấy rất là ngầu Chiếc máy bay giấy này anh vừa thiết kế gần đây thôi Anh đặt tên cho nó là Ultimate Jupiter Fighter Nhưng mà tên tiếng Việt của nó là gì? Tên tiếng Việt của nó là Mộc Tinh Chiến Một cái tên rất là ngầu phải không? Thì chiếc máy bay giấy này rất là dễ ship Để ship nó các em cần một tờ giấy A4 nếu không có A4 thì các em sử dụng tờ giấy hình chữ nhật nào đó cũng có thể ship được Trước tiên thì anh sẽ ship từ giấy làm đôi Và anh sẽ chỉ cho các em bước kế tiếp Khi các em ship từ giấy làm đôi thì các em cần ship cẩn thận nhé Các em chú ý rằng là các cạnh đều phải bằng nhau Nếu không thì nó sẽ rất là khó cho mình ship sau này Thì các em cứ làm từ từ thôi Sau khi các em ship từ giấy làm đôi thì mình sẽ có một cái lằn ngay giữa mình sẽ dùng cái lằn trung tâm đó để ship cạnh ở phía trên rất là đơn giản thì các em sẽ bắt đầu từ hai cạnh hai bên xếp vào đường trung tâm sau khi các em làm xong bước đó anh sẽ chỉ các em làm bước kế tiếp cho nên các em cứ làm từ từ nhé bây giờ thì anh sẽ xếp cạnh còn lại và anh sẽ mắc chắc chắn rằng là hai cạnh hai bên sẽ bằng nhau à, các em sẽ thấy cái đỉnh ngay đây và cái đường trung tâm mình sẽ dùng nó để làm cái cái đường căn bản cho mình xếp thì bây giờ bắt đầu từ hai cạnh hai bên, các em sẽ xếp hai cạnh hai bên vào cái đường trung tâm đó nhé. các em cứ làm từ từ thôi. sau khi các em đã xếp được một bên, thì bên còn lại các em phải xếp cẩn thận để cho nó bằng với cái cạnh mình đã xếp rồi. như vậy chiếc máy bay dãy của mình sẽ bay rất là xa. còn nếu không thì nó sẽ không có bay được đâu. các bạn xếp uh, cẩn thận nhé. sau khi đã xếp xong rồi thì anh sẽ chỉ cho các bạn bước kế tiếp Bước kế tiếp thì các bạn cần phải lật tờ giấy lại Anh sẽ lật tờ giấy lại và anh sẽ chỉ cho các bạn xếp bước kế tiếp à, Bước kế tiếp anh sẽ bắt đầu từ đỉnh này và anh sẽ xếp xuống Sau khi anh xếp xuống thì à, các em cẩn thận Các em hãy nhìn đây nè Đây nó có một cái lần hai bên nó sẽ nói với nhau ngay đó và mình dùng điểm đó là một cái điểm để cho mình xếp uh, cái phần ở trên xuống. Khi các em xếp xuống thì các em có thể dùng cái cái lần trung tâm để làm uh, cái lần căn bản cho mình xếp luôn. Thì các em có thể cái điểm đó không? Anh đã cho các em thấy đó. Thì xếp uh, xuống cho nó bằng nhau nhé. Bây giờ thì uh, lật tờ giấy xuống và mình sẽ tạo một cái uh, cái lần gấp. Cái lần gấp này rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho mình à, uh, ship uh, mươi bay giấy hoàn hảo hơn các em cứ ship xuống như thế này sau khi các em đã xếp xuống được rồi thì bước kế tiếp rất là dễ thôi tại vì em có thể thấy cái lần uh, cái lần ngay đây không để anh lật từ đây lại cho em các em xem thì em, các em có thể thấy hai lần uh, cái cạnh phía trên và cái lần trung tâm anh sẽ xếp dọc theo cái lần bên trái phải trước và kế tiếp anh sẽ làm y như vậy cho lần bên trái sau khi anh đã xếp xong cái cạnh bên phải thì bắt đầu cạnh bên trái làm cũng y như vậy thôi. Không có gì khác cả. Bây giờ thì anh sẽ chỉ cho các em bước kế tiếp nhé. À, Bước kế tiếp anh sẽ xếp cái cạnh phía trong này ra cạnh phía ngoài để tạo thêm một cái lằn ngay giữa nữa à, Cái lằn này sẽ giúp cho mình xếp chiếc máy bay giấy phải làm cho nó đẹp hơn Thì các em cứ làm như vậy Sau khi các em làm xong bên phải Thì mình làm Y chang như bên trái thôi Đó rất là vẽ Đó rất là dễ Bây giờ thì các em đã có cái lằn ngay đây rồi cái lần này hai cái lần này rất là quan trọng các em thấy không các em thấy cái thay rõ không nếu mà các em thấy rõ rồi thì tốt anh bây giờ anh sẽ mở cái phần uh, cái phần túi này lên của cái tờ giấy anh sẽ xếp cái lần uh, các em đang thấy đây cái nếp gấp đó cho nó uh, đụng với cái cạnh phía ngoài và như vậy mình đã làm xong một bên uh, khi các em làm thì nó có thể là không thẳng nó không thẳng À, khi mà các em mới vừa xếp, cho nên các em cần phải sửa lại. thì sau khi các em đã làm xong bên phải, các em sẽ làm y chang như vậy cho bên trái. thế là xong, mình đã làm xong cái bước khó nhất của chiếc máy bay giấy này rồi. À, bước kế tiếp thì rất là dễ thôi. bây giờ các em đã sẵn sàng chưa? À, các em cần phải lật từ giấy lại và xếp cái phần, cái phần phía trên này của tờ giấy lên để làm cái à, phần đầu của cái chiếc máy bay. Uh, các em có thể xếp uh, thẳng lên và các em thấy hai lần đó các em, em thấy hai lần đó em tưởng tượng là có một lần ngang thì nó sẽ xếp cái phần đó lên như thế này khi xếp các em có thể tinh chỉnh một chút xíu để cho nó đẹp nhé các em cần sử dụng lần trung tâm là một cái lần căn bản là một cái cái thước để cho các em th làm theo Sau khi các em đã xếp như vậy xong rồi Bước kế tiếp là gì? Mình sẽ xếp từ giấy làm đôi thôi Các em đã sẵn sàng chưa? Xếp từ giấy làm đôi Và tạo cái cánh Bây giờ bước kế tiếp Mình sẽ xếp cái cánh của chiếc máy bài Để xếp cái cánh của chiếc máy bay thì trước tiên các em cần phải à, chắc chắn rằng tất cả các cạnh đều bằng nhau nhé Sau khi tất cả các cạnh đều bằng nhau thì mình sẽ bắt đầu từ cái cạnh phía trên này Và xếp xuống cái cạnh phía dưới để như vậy để tạo thành một cái cánh cho cân bằng. Các em ship cẩn thận thôi, không cần gấp. Khi ship máy bay giấy, các em cần phải có một sự kiên nhẫn. xếp xong một bên, mình làm y chang như bên kia. Lúc nào cũng như vậy cả. Bây giờ mình đã có cánh chiếc máy bay giấy rồi thì các em cần phải tinh chỉnh để cho hai cánh bằng nhau bởi vì khi mình ship đôi khi tay mình di chuyển và hai cánh nó sẽ không bằng nhau cho nên mình cần phải cẩn thận. À, đã có hai cái cánh xong rồi bây giờ bước kế tiếp anh sẽ chỉ cho em tạo một cái 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 cánh nhỏ cái cái phần đuôi nhỏ để giúp cho chiếc máy bay nó bay thẳng và nó không bị lạng. Thì các em bẻ cái phần cánh bên này lên. Khi mà các em bẻ lên thì các em muốn cho nó song song với cái cái cạnh ở phía trên. Sau khi các em đã làm một bên xong thì các em có thể xếp phần bên còn lại và các em có thể xếp cái phần cánh đuôi này lên nhiều hay ít tùy theo các em muốn. À, nhiều hơn một chút thì các em có thể tinh chỉnh dễ hơn, nếu mà ít thì hơi khó hơn. Nhưng mà không sao cả, đừng có đặt nặng vấn đề về uh, kích thước quá, bởi vì mình xếp mấy bài giấy để chơi thôi. Sau khi các em đã xếp xong rồi thì chiếc máy bài giấy nó sẽ trông như thế này. Nhưng mà nó sẽ bay sai hay không? Đương nhiên là nó sẽ không bay khi mà các em vừa xếp xong Có thể nó sẽ bay thẳng xuống đất thay vì nó bay thẳng Bởi vì tùy theo các em có xếp đúng hay không à, không bây giờ còn nếu không thì mình có thể làm lại một lần nữa à, Anh nghĩ video đến đây đã hết rồi Anh hy vọng các em à, thích chiếc máy bay giấy này Và đừng quên nhấn like, chia sẻ với bạn bè Và subscribe channel của anh Cũng như channel chính của anh là Tri Đăng à, nếu mà các em uh, muốn thì các em có thể vào channel truy đạn để xem những chiếc máy bay giấy anh bỏ lên đó trước hết giờ tạm biệt các em